Dạ vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình trải nghiệm xe của chúng tôi, tinxe.vn. Và ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến cho các bạn một chiếc xe ga dành cho nữ của Piaggio. Chiếc xe này được chúng tôi đánh giá là chiếc xe phù hợp nhất với thể hình của phụ nữ Đông Nam Á, Piaggio Jeep 100. Và chiếc Piaggio Jeep 100 mà hôm nay chúng tôi mang lại cho các bạn là chiếc Piaggio Jeep đã đi cùng chủ nhân của nó 2 năm rồi. Và đi với tổng quãng đường là gần 2 vạn km. Đã có rất nhiều lời đồn đoán với chiếc xe Jeep này là nó không bền, ăn xăng và xuống cấp nhanh hay là gọi là tã nhanh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là chiếc xe này sau 2 vạn km sử dụng nó sẽ thể hiện như thế nào. Và đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy dàn vỏ chiếc Jeep 100 ở đây. Thì theo như mà tôi đã hỏi chủ nhân của nó thì là không phải cái dàn vỏ này, không phải là cái dàn vỏ zin của nó. Bởi vì đây đã được dán lại khá là nhiều lần, bởi vì nó rất dễ xước. Trông nhỏ gọn như thế này nhưng mà khi mà gửi xe tại các cái bãi xe đông đúc thì nó vẫn gây ra các hiện tượng như là va chạm và gây xước rất là dễ dàng. Và đây thì là chiếc xe này không có dàn vỏ quay. Thì theo như tôi đánh giá thì là cái dàn vỏ này rất dễ xước. Và sở dĩ tôi nói chiếc xe này rất phù hợp với cả vóc dáng của chị em Đông Nam Á là bởi vì nó rất nhỏ gọn. Như các bạn đã nhìn thấy ở đây, tất cả cái chi tiết của nó đều rất là gọn gàng và là sắp xếp rất khoa học. Đây là một cái rất là hay của Piaggio khi mà họ thiết kế những chiếc xe như thế này. Phía trước là vành 10 inch đi cùng với chắn bùn rất ngắn và nhỏ gọn đây, trông rất là điệu. Thì cái dàn vỏ này tôi đánh giá là được làm rất là đẹp khi mà nó vuốt từ đằng trước ra đằng sau thành một cái khối rất là liền lạc. Nó không bị như là chiếc Grande. Chiếc Grande thì nó lại hơi bị sệ một chút, nó làm cho cái dáng của chị em hơi bị thấp. Nhưng chiếc xe này mặc dù nhất rất nhỏ gọn nhưng mà lại rất tôn dáng. Và như các bạn thấy ở dàn thân của chiếc Jeep 100 này thì hầu hết tất cả các cái thiết kế của nó đều rất là nhỏ gọn và nó rất là cong. Nó rất là cong nên là nó tạo cho cái người ngồi lên nó một cái cảm giác rất là sexy. Khi mà cái dáng hình này nó rất hợp với cả các chị em Đông Nam Á. Nhỏ gọn nhưng mà cái phần để chân trước này nó cũng rất là rộng rãi. Tôi là một người 1m76 nhưng mà ngồi cũng không bị khó khăn hay là chật hẹp cho lắm. Thì đó là ok. Còn về cỗ máy của chiếc xe Jeep 100 này thì nó được sử dụng cái cỗ máy của Piaggio 4 thì sản sinh công suất được cũng không được gọi là mạnh cho lắm. Nhưng nó rất là hợp lý với chiếc xe mà chưa đến 100 cân này. Như các bạn nhìn thấy đây, phía phần trên này thì cái đồng hồ Jeep nó được thiết kế cực kỳ đơn giản. Một cái đồng hồ đo tốc ở đây, một cái đồng hồ đo odo phía dưới này và bốn cái đèn này thì phụ trách các cái công việc như là báo hiệu cái đèn rẽ, đèn pha với cả một cái đèn là đèn báo xăng. Kể cả đến đời bây giờ cũng chiếc Piaggio Jeep này cũng chỉ báo xăng bằng đèn mà thôi. Khi mà lượng xăng trong bình còn thấp thì cái đèn này sẽ sáng hoặc là nhấp nháy theo tùy theo cái lượng xăng mà nó đo được trong bình. Cái bình xăng sẽ Jeep 100 này thì chứa được 7 lít và nó cũng ra khá là hợp lý khi mà sử dụng trong cái môi trường đô thị như hiện nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là chiếc xe này sau 2 vạn km sử dụng thì nó bền bỉ như thế nào, đã phải sửa chữa bao nhiêu lần hay là đổ xăng cộ như thế nào. Thì tôi sẽ mời chủ nhân của nó, chính chủ cái người sử dụng chiếc xe này sau 2 năm trời thì họ có đánh giá như thế nào về chiếc xe này. Đấy vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp chủ nhân của chiếc xe Jeep 100 này, bạn Phương Anh đến từ Hà Nội, để xem được là chiếc Jeep này sau khi sử dụng thì bạn ấy có đánh giá như thế nào. Chào Phương Anh, chiếc xe này em đã sử dụng lâu chưa? Em sử dụng được khoảng 2 năm rồi. Thế trước là em mua chiếc xe này vì lý do gì? Vì em thấy nó rất là nhỏ gọn và tiện để đi lại. Anh nghe nói là trước em chạy Honda Elite đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thì lý do gì mà em lại mua Jeep chứ không phải Elite? Tại vì Elite nó hơi to và hơi cồng kềnh. Với cả tay lái em điều khiển các thứ cũng không được tiện bằng Jeep. Đúng mà, chiếc xe này nó rất là hợp với cả phụ nữ Việt Nam vì nó rất là nhỏ gọn, dễ lái. Thì bình thường em sử dụng chiếc xe này vào mục đích gì? Đi học và đi làm. Đi học và đi làm. Thế là tổng quãng đường trong một tuần em đi được tầm bao nhiêu cây? Mỗi ngày em đi khoảng 20 cây. 20 cây, thế là một tuần cũng phải đi tầm hơn 100 cây đúng không? Vâng. Thì một tuần em phải đổ bao nhiêu tiền xăng cho chiếc xe này?
Thông thường ngày xưa thì là 70.000 một tuần, còn bây giờ sau khi thời gian sử dụng một thời gian dài thì lên khoảng 150.000. Ôi, tăng thế cơ. Vâng. Thế lý do tại sao mà nó lại có cái tăng như vậy? Em có hay đi bảo dưỡng xe không? Cái này gia đình em cũng thường xuyên đi bảo dưỡng cho em. À, thì là do sau một thời gian sử dụng thì cái chiếc xe Jeep thì tự nhiên nó ăn xăng hơn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thì cũng hơi khiếp nhỉ. Thế bây giờ em có thể cho anh chạy thử chiếc xe này một vòng được không? Dạ được ạ. Dạ vâng. Sau khi bài trải nghiệm nhỏ của chúng tôi về chiếc xe Jeep 100 này thì tôi có một số đánh giá như sau. Chiếc xe thực sự là rất là nhỏ gọn nhưng mà nó hơi bị bé so với tôi. Tôi cảm giác chiếc xe này nó chỉ to ngang với những cái chiếc xe 50 phân khối bây giờ thôi. Thì thực sự nó rất là dễ điều khiển, nhẹ nhàng. Với cái cỗ máy của nó thì cực kỳ phù hợp so với cái thân xác này. Cái thân xác rất là nhẹ nhưng mà cỗ máy lại rất là cho cái cảm giác khá là mạnh. Khi mà điều khiển xe, lái xe tăng ga đột ngột thì nó có cái response rất là tốt. Ở đây cái bộ phanh trước và phanh sau của chiếc xe này hoạt động cũng khá là ok. Trong khi điều khiển đường phố thì tôi cũng đã thử phanh chết thì nó cũng hơi kinh. Nhưng mà không sao, thì chắc là các chị em cũng quen rồi. Thì cái bộ vành trước và vành sau của chiếc xe này quá bé, 10 inch nhưng mà phù hợp với chiếc xe. Cái bộ vành bé này nó làm cho người ta cái cảm giác vào cua hay là đi vào ổ gà ấy thì nó cũng hơi nguy hiểm một chút. Nhưng mà các chị em nên đi chậm thôi trên chiếc xe này. Thì nói chung là về tất cả hoạt động trên xe thì sau 2 vạn km sử dụng vẫn là khá ok. Ngoại trừ cái mức xăng ăn như là chủ nhân của nó đã chia sẻ với chúng ta. Thì tổng kết lại, chiếc xe này là một chiếc xe rất là phù hợp với cả các chị em tại Việt Nam. Rất là tôn dáng, dễ điều khiển, nhẹ nhàng, bộ cốp đủ rộng để đựng đồ. Và ngay bây giờ tôi sẽ để chiếc xe này lên để chúng ta cùng nghe xem là cái tiếng máy hoạt động sau 2 vạn km là nó như thế nào. Vâng, tiếng đề lao rất là đặc trưng của những chiếc Piaggio. Đây, như các bạn thấy đây, cái tiếng khởi động của nó rất là chắc chắn. Cỗ máy hoạt động rất là chậm chạp và nó cũng cho cái cảm giác của cục máy này rất là chắc. Không hề bị tăng ga hay là dù ga hay là có bất kỳ một cái hiện tượng kêu tiếng lạ nào trong cái cục máy sau 2 vạn km sử dụng này. Thì tôi đánh giá đây là một cỗ máy khá là bền bỉ. Khi mà phụ huynh của cô bé vừa rồi thì là thường xuyên là mang chiếc xe đi bảo dưỡng nên là nó hoạt động rất là tốt và giữ được cái độ bền của nó. Dạ vâng, bài trải nghiệm của chúng tôi hôm nay về chiếc Piaggio Jeep 100 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.